Ok mọi người hãy trở lại với livestream của Hùng ạ. Vừa rồi có ai gọi Hùng ấy, đâm ra tự nhiên livestream bị kết thúc. Thực sự là khá bực mình. Một pha chém cầu rất mỏng và rất sắc của tay vợt đến từ Indo. Một điểm số rất xứng đáng. Bao nhiêu anh nhỉ? 12-16 Indonesia vẫn đang dẫn trước. Người trở lại livestream Hùng nhé. Vừa có người gọi Hùng, đâm ra livestream bị kết thúc. Cơ hội tấn công cho chúng ta. Vẫn không chết kìa. Thủ đéo thì thủ dai thế. Cầu ngoài sân. Chỉ được cái nhanh thôi nhưng vẫn không thể trong sân được quả nào cả. 17-12 rồi. Thực sự đôi nam của Việt Nam rất khó ra có thể đánh được giải. Nói thật, đôi nam của Việt Nam rất khó để đánh được giải. Ngay cả giải Chibusa này cũng cực kỳ khó. Rồi Hùng biết rằng Tuấn Đức đã rất cố gắng bọc lót đồng đội của mình uống vừa rồi. Ok, những người tên Đức thường đánh cầu rất hay. Bởi vậy mà những người tên Đức cũng chia sẻ livestream giúp Hùng đi. Anh Khương Đức chia sẻ livestream giúp em đi. 18-12 rồi. Nên như là cơ hội rất thấp cho Tuấn Đức rất nhanh. Kevin của Việt Nam, Tuấn Đức. 19-12 cho Indonesia. Cầu ngoài sân. 13-19. Ok, buổi sáng nay Tuấn Đức và Như Thảo thắng nhanh rồi. Tí nữa thì thua. Cao rồi. Cơ hội tấn công. Cảm giác và chém cầu rất sắc của Tuấn Đức. Rất tiếc cầu lại ra ngoài một chút rồi. Mọi người hãy giúp Hùng chia sẻ live stream để những người xem vừa rồi quay trở lại đấy ạ. Vừa rồi có 500 người xem mà bây giờ chỉ có hơn 100 thôi. Vừa rồi có người gọi cho Hùng nên tự nhiên live stream bị kết thúc mất. Rất là bắt lưới rất nhanh của Tuấn Đức. Mọi người đừng quên theo dõi Facebook của Hùng ở chế độ xem trước để nhận được thông báo mỗi khi Hùng live stream nha. Buổi tối nay có một trận đấu đôi nam rất hay và đáng xem nhất. Rất tỉnh táo cầu ngoài sân. Điểm 15-20. Chúng ta vẫn đang cố gắng. Thôi cứ cố lên, quen với sự cố gắng thì đến chắc hai đánh nó mới hay được. 15-20. Mọi người cổ vũ cho Việt Nam. Việt Nam cố lên đi nào. Và một pha cầu rất sát lưới. Trận đấu thứ nhất kết thúc 21-15. Chiến thắng thuộc về cặp đôi đến từ Indonesia. Để trong trận đấu thứ nhất thì Hồng Nam có rất nhiều các tình huống cầu lỗi. Tiến Minh. Không, Tiến Minh vẫn có cơ hội lắm. Hôm qua xem anh em mình xem thằng Malaysia đánh với thằng Hàn Quốc trận ngay từ trưa trưa em xem đi. Đấy mới căng. Sân ngoài cùng bên kia đúng không? Đúng rồi, thằng đấy nhì thằng Malay đấy là chỉ sau Lee Chong Wei ở bên đấy thôi. Kinh thật. Cái đợt giải đồng đội Tiến Minh thua nó đấy. Nhưng mà công nhận là hôm qua trận đấy căng, hai thằng đều hay. Coi như chung kết sớm rồi. Trận đấy em ngồi bên này em không xem được. Nhiều thằng đấy đơn ra lúc năm ngoái thằng Kento sau khi bị hết án kỷ luật sang đây đấy như múa luôn, quá không có đối thủ. Giờ nó số một thế giới bác. Nhưng mà lúc ấy là anh bắt đầu từ năm ngoái là bắt đầu hết án kỷ luật. Ông ấy xong lên tăng lên mà hai con đến chỉ cảm thấy đáng. Đánh chả mất tí sức nào. Nhìn nó chạm vào cầu nó nhẹ như lông hồng. Cái quái nào trận nữ này dài thế.
Thượng nữ Hàn Quốc, Nhật Hàn Bản. Hàn Quốc tháng 1 thì mình đấy. Ok, chúng ta đến với set đấu thứ 2. Chúng ta hãy cổ vũ cho Việt Nam chiến thắng trong set đấu thứ 2 này nào. Điểm số đầu tiên và bắt lưới rất nhanh của Hồng Nam, 1-0. Cặp đôi số 1 Việt Nam đang trên sân. Set thứ nhất thua 21-15 nha mọi người. Hay quá Tuấn Đức. Điểm 1 đều. Tí nữa thì nó bắt được. Hay lắm. Ngoài sân rất tỉnh táo. Điểm 2-1 cho Việt Nam. Pha cầu lật lưới nhưng chúng ta vẫn có thể phòng thủ tốt. Không còn nữa rồi. Thủ đến quả thứ hai được thôi. Nước ngoài người ta không hay thủ hất kiểu đấy đâu. Phải đủ đẳng cấp thì người ta mới hất. Thủ hất dựng nữa. Một là bổng, hai là tì. Nếu mà tầm ngang ngang như thế là nó bắt chết ngay. Ow. Tuấn Đức đánh át trong 99 hay sao anh ạ? Tầm 8 chuẩn không? Em nhìn không rõ. Tuấn Đức 99 là màu cam. Thế cam này. Cam kia cũng cam cam kìa. Cam màu xanh, màu đỏ, màu đen, xanh. 88 hay nào mọi người ạ? 88 hay 99 gì đó? 88S. Hùng nghĩ là 88S. Với cây S nhẹ hơn, đánh đôi hợp hơn. Hello tất cả mọi người, chúng ta tiếp tục cổ vũ cho Việt Nam vào điểm bao nhiêu rồi đây? 42 à? 43. Khó lắm. 4 đều. Cổ vũ nào. Thùy Linh chưa đánh anh Văn Thương Nguyễn ơi. Đã hay lại còn may một pha cầu lật lưới cho tay vợt đến từ Indonesia. Đập cầu rất mạnh. Cảm ơn anh Kiên Nguyễn, mọi người nếu thấy trận đấu này hay giúp Hùng chia sẻ để có nhiều người được xem hơn nhá. Hùng rất mong muốn được mang những trận đấu hay gửi đến càng nhiều người càng tốt. Như thế thì Hùng sẽ cảm thấy rất là vui và sẽ cố gắng quay nhiều trận hơn nữa, bình luận hay hơn nữa. Set 1 Indonesia thắng 21-15 nha mọi người. Thực sự thì nói chung ở nội dung đôi nam chúng ta chưa từng có thành tích ở giải Chibucha. Rất khó. Ow. Cố lên nào, cổ vũ cho Việt Nam đi nào. Việt Nam cố lên đi mọi người, comment đi nào. Comment Việt Nam cố lên đi. Pha cầu hai nhịp. Giật cổ tay rất hay. Rất tốt. Rất tốc độ và chính xác Tuấn Đức rồi. Lam đặc biệt cầu lắm. Đúng rồi, thiếu lực bạn ạ. Không có sắt. Tốc độ cũng chậm. Trông to đấy. Đập cảm giác nó không ấy nhỉ. Một là không cắm, hai là cũng không nổ, không gắt. Rồi ngoài sân cầu nhìn nó hiền. Hiền là không hiền. Ok, cảm ơn mọi người đang cổ vũ cho Việt Nam. Cảm ơn mọi người nhiều. Rồi tiếp tục là một điểm số cho Việt Nam. Vừa hiền vừa không có lực. Đã hiền rồi thì Ok, điểm 9-5 cho Việt Nam. Chúng ta đã tạo được khoảng cách rồi. Cố lên nào.
Rất tốt. Không thủ được nữa rồi. 69. Điểm số 79. Khoảng cách đang ngày càng được rút ngắn. Ok, hai Đức là có khi là còn ra thế giới được đấy. Chữ Đức Nam thì không có cơ hội. Điểm 17 cho Việt Nam, một pha phạt cầu lỗi của Hồng Nam. Điểm 80. Đập sợ nó có thể hình này mà. Korea cố lên. Korea chạy rồi, vừa nói tiếng. Rất hay. Quá hay rồi Tuấn Đức, rất xuất sắc. Điểm 11-8 cho Việt Nam trong nửa set đấu thứ hai. Đúng rồi, Tuấn Đức đánh hay mà anh. Thực sự luôn, lần đầu tiên em xem Tuấn Đức đánh em chả biết là thằng nào. Nhưng cơ bản em đã thấy nó hay rồi. Tuy nhiên không phải năm nay, 3 năm trước thì em không biết Tuấn Đức là thằng nào. Hồng Nam đi đánh giải phong trào chưa chắc nhất được đâu anh ơi. Anh Hiển ơi, Hồng Nam đi đánh giải phong trào chưa chắc nhất được đâu. Set 1 Indonesia chiến thắng với điểm số 21-15. Tuy nhiên ở set đấu thứ hai này thì chúng ta đang dẫn trước với điểm số 11-8 nha mọi người. Hãy tiếp tục cổ vũ cho Việt Nam nào. Cái lưới rất lắc và khó chịu. Điểm 91. Indonesia phát cầu. Buổi tối hình như là không có trận nào của Việt Nam, nhưng mà trận đấu đôi nam hay nhất của giải đấu này thì sẽ có nha chị ơi, anh chị ơi. Điều cầu dọc biên rất tốt của Tuấn Đức. Bật rất cao, đập cầu rất cắm. Tuấn Đức đã không thể thủ cầu trong tình huống vừa rồi. Thực sự em cũng không hiểu tại sao, nếu đã đánh nhiều năm không có hiệu quả rồi thì tại sao mình lại không đổi cặp nhỉ? Như kiểu bên Hàn Quốc ấy, người ta đổi cặp cho nhau suốt mà. Rồi, bắn lưới rất nhanh, may mà không vào lưới. Kinh khủng. Việt Nam khoảng cách 4 điểm rồi, 14-10, cố lên nào. Rồi hy vọng rằng trận đấu thứ hai này chúng ta sẽ giành chiến thắng. Đánh thế thì làm sao đồng đội đỡ được. Giải đấu đá bóng thế giới ở Quảng Châu, nó là vô địch, thả bánh luôn, chặn video đôi Trung Quốc bánh như lên đồng.
Rất đáng tiếc đập cầu vào lưới. Điểm rút ngắn xuống còn 12-14 cho Indonesia. Mười ba mười bốn rồi, có thể không chịu được qua trận đấu thứ hai, khá khó khăn. Đội nữ của Việt Nam thì em cũng không biết nhá, đội nữ từ lúc chưa em ra tới giờ là chưa có đôi nào đánh. Tay của Tuấn Đức hay thế. Cao có mọi người nhỉ, thực sự đấy. Không phải mình chê đâu nhưng mà đánh tầm thế giới nó phải khác. Thủ cao thế không qua được tay người ta đâu. Cầu ngoài sân. Hay quá, một pha chích shot rất ngẫu hứng của Tuấn Đức. Cảm giác quá tốt. Không thủ được rồi. Qua được cầu trái tay của Hoàng Nam. Sân số 4, nội dung đôi nam nữ. Trận đấu số 14, Chia Hao Li, Trâm Yu Trân, Trung Hoa Đài Bắc thi đấu với Kim Won Ho, Chiêu Nan Uyo, Hàn Quốc. Trọng tài chính Sai Phung Ba Kri, Indonesia. Trọng tài cao cầu Hoàng Thủy An, Việt Nam. Theo Hùng thì Hồng Nam đánh Lai Linh mọi người ạ. Người Hồng Nam được Lai Linh tài trợ, nếu không không nhầm thì là cây Lai Linh gì nhỉ? Nổi chém cầu rất sát. Cũng chưa quan sát kỹ. Vâng, đó là một tình huống lật lưới của đội Indonesia. Hôm nay họ lật lưới nhiều quá. Tuấn Đức thủ cầu rất tốt, vẫn còn, rất nỗ lực. Rất khen được tinh thần thi đấu của tay vợt Tuấn Đức Việt Nam. Women single match number 6, Lim Yin Hun, Malaysia versus Hung Yi Jin, Chinese Taipei. Umpire Mai Lan Yen, Vietnam. Service judge Phạm Thanh Chí, Vietnam. Part 2. Sân số 2, nội dung đơn nữ. Trận đấu số 6, Lim Yin Hun, Malaysia đấu với Hung Yi Jin, Trung Hoa Đài Bắc. Trọng tài chính Mai Lan Yên, Việt Nam. 17-15 mọi người nhá. Anh Chí, Việt Nam. Điểm số 17-15. 17-15 cho Indonesia. Thực sự khó lắm. Ăn không? Đập thế không ăn thì làm sao mà ăn được. Quả đấy không đánh được, quả đấy bỏ thôi. 18-15 cho Indonesia. Nhìn hơi béo thật anh Dodo ạ. Nhìn béo hơn trước.
trước thế. Wow, thực sự hai tay vợt đến từ Indonesia. Rồi cánh cửa đi tiếp gần như đã khép hoàn toàn. Đã khép cửa hoàn toàn rồi. Điểm số cuối cùng của set đấu thứ hai là cũng chính là điểm số cuối cùng của trận đấu rồi. 20-15. Giống hệt với set đấu trước. Cầu ngoài sân, vâng, giống như set đấu thứ nhất, set đấu thứ hai kết thúc với điểm số 21-15. Một chiến thắng thực sự rất xứng đáng cho cặp đôi đến từ Indonesia thôi. Họ đã đánh quá hay. Trôi nhanh quá, thực sự em bảo rồi, đôi nam Việt Nam đánh giải không ăn được. Từ xưa đến nay làm gì đã có thành tích đôi nam nào đâu. Với cả cặp đôi cũng không hợp cho lắm. Rồi xin phép mọi người Hùng kết thúc live stream nhá. Và bây giờ thì Hùng cũng về đây. Giờ Hùng cũng về đây để Hùng chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất để buổi tối ngày hôm nay live stream trận đấu giữa các oppa. Rồi bye bye tất cả mọi người.